Trưa nay anh có ăn uống gì chưa? Anh ăn rồi, em ăn chưa? Em ăn rồi. Hôm nay đi làm có gì vui không anh? Đi làm không có gì vui, gặp em mới vui. Xạo à. Mai sinh nhật anh rồi, anh muốn em tặng món quà gì cho anh ạ? Dĩ nhiên là anh muốn một món quà gì đó thiệt là bất ngờ, nhưng mà người yêu của anh tặng cái gì anh cũng thích hết á. Mai em sẽ tặng cho anh một món quà rất là bất ngờ luôn. Anh đoán thử coi. Tò mò quá à. Bật mí cho anh xíu đi. Không, anh phải đoán chứ. Chắc là dây nạch, túi xách, quần áo. Đó là món quà rất là bất ngờ. Khó đoán quá à. Để mai rồi anh sẽ biết. Thôi giờ mình đi xem phim đi. Ok anh. Tính tiền anh ơi. Anh yêu. Ủa, chưa tới giờ hẹn mà sao em tới sớm vậy? Em nhớ anh em tới sớm xíu không được hả? Nhưng mà còn món quà sinh nhật đặc biệt của anh đâu. Món quà của anh hả? Vậy giờ anh nhắm mắt lại đi. Cái gì bí mật vậy trời? Cứ nhắm mắt lại đi. Rồi. Nhắm chưa? Nhắm rồi, nhắm rồi. Số mấy? Không thấy. Được chưa em? Lâu vậy. Sao vậy anh? Thôi mình dừng lại ở đây nha em. Anh muốn để dành cho đêm tân hôn. Dừng lại ở đây nha. Em mặc đồ vô đi. Sao vậy em? Em đi đâu vậy? Làm gì mà không bóc máy trời. Tự nhiên. Sao em buồn vậy? Buồn tình thôi. Tình thì có gì đâu mà phải buồn. Cứ vui đi.
tối nay em đi chơi với anh. Anh đảm bảo với em, em sẽ vui. Anh sẽ đưa em tới thiên đường. Có chắc là sẽ vui không? Chắc chứ, đi là biết. Tới đi, đảm bảo em không hối hận đêm nay đâu. Đón xe về đi rồi tính luôn bài này hai bài. Đi đâu về đâu trong đêm lạnh đôi chân em không biết về đâu, cám dỗ bao vây kia con người, có khi quên mình là ai, như hoa mong manh trong gió, thân em còn lắm gian truân, qua cơn mưa giông gió bộn bề. Đôi tay nhau ra vì nắng nóng xa dần rồi, cơn mưa ngang qua phố em rồi, ấm thầm bên em. Anh mong em ngày đây và chắc ai đó sẽ về, về lại em của ngày hôm qua nhưng không em quên, em quên. Chúng ta không thuộc về nhau. Em, giờ là sao? Đêm qua em đi đâu? Thằng này là ai? Đây là bạn trai mới của em. Cái gì? Mình chia tay đi. Anh làm gì sai? Anh không làm gì sai hết. Có lẽ là em không đủ sức hấp dẫn đối với anh, hoặc là giới tính của anh có vấn đề. Em nói vậy là sao? Đơn giản là anh không đủ đáp ứng những thứ mà em muốn, vậy thôi. Vì thằng này hả? Mày muốn cái gì? Chẳng xa quay ra cho tao. Thôi mình đi đi ăn. Đi đi. Và chắc ai đó sẽ về. Về lại em của ngày hôm qua nhưng không em quên. Em quên. Mày làm gì cau có vậy? Tao nhớ là công việc của mày rất ổn mà. So hát hàng đêm cơ mà. Sao vậy? Nói tao nghe coi. Không phải chuyện công việc, chuyện tình cảm thôi. Chuyện tình cảm? Ủa bữa rồi mày nói mày quen con nhỏ Phượng, hiền anh lắm mà, sắp cưới mà. Chia tay rồi mày ơi. Giờ nó quen thằng khác rồi. Quen thằng khác?
Cao to đẹp trai, nhà có điều kiện. Chắc thằng ấy cao to đẹp trai hơn mày đúng không? Bình thường thôi. Vậy thì mày có hình của thằng đó không? Để xíu. Nó nè. Thằng này thằng Khang mà, bạn tao. Ủa mày quen nó hả? Trời, chơi với nhau mấy năm rồi. Giờ con Phượng quen nó đó. Vậy hả? À, thả nào, bữa rồi tao mới gặp nó. Nó tiểu tụy lắm. Ủa sao vậy? Nó nói với tao á, nó quen con nhỏ đó. Chắc con nhỏ bồ mày á. Xong rồi con bé đó đòi hỏi nhiều quá. Thế nên giờ nhìn tiểu tụy lắm. Thì đó, tao nghe lời mày. Mày kêu á là yêu thật lòng ai, phải giữ gìn cho người đó. Đợi tới khi kết hôn á, đêm tân hôn á, sẽ lãng mạn tuyệt vời. Thì tao nghe lời mày, những người trước kia á, tao quen chơi chơi, ai tao cũng đòi hỏi hết á. Còn giờ Phượng á, thì tao muốn quen lâu dài, muốn kết hôn. Nên cuối cùng tao giữ gìn cho đã mà ai ngờ. Đó, cuối cùng được gì? Mỗi người một quan điểm của tao là như vậy. Yêu chân thành thì phải đợi cho đến khi nào cưới nhau rồi thì mới làm những việc đó. Thì nghe lời mày, cuối cùng mở dân tới miệng mà không ăn. Nuôi cá cho lớn, cá để thằng khác câu. Bây giờ tao mất cả chì lẫn chài, không vớt được cú nào. Mày cứ suy nghĩ vậy. Nếu mày mà rớt ấy, tao nghi giờ mày còn bộ xương khô không ấy. Thôi mừng vì điều đó đi, ở đó mà trách tao. Các bạn ạ, yêu và đến được với nhau là một điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống này. Một tình yêu chân thành cũng không thể vượt qua được những đòi hỏi đời thường. Đó là quan hệ trước hôn nhân. Nhưng khi các bạn quan hệ với họ rồi, hãy cố gắng giữ gìn.